thì Nó mọi sẽ người đông đều bốt hơn. là học lại cái cũ, Ừ. nhưng mà mỗi tuần thì muốn là cả lớp thì tự giác mỗi người sẽ có người đưa đề Lý đó. writing, sau đó là cả lớp sẽ viết ra một cái viết bài writing đó. Thì ví Mà dụ như mình là chủ đề về theo family thì một người phải lên trang web của Simon. Được chưa? Thì sẽ chọn ra một cái đề liên quan đến cái chủ đề family, ví dụ anh quay lại chủ đề family hoặc là quay lại chủ đề về job chẳng hạn, thì phải lấy một cái đề của Simon, vì Simon là cái ông mà ông đã có đề và ông có bài là 3 mẫu 9 chấm. Tuy nhiên là nhiều người, nhiều giáo viên khác hoặc nhiều giám khảo khác nó bảo là bài của lão không 9 chấm đâu, nhưng vẽ ra chúng ta có một người là mẫu đúng không, và nó cũng đạt được cái sự ổn định phong độ nhất định để chúng ta có. Thì cái đấy tốt nhất, bởi vì tôi nghĩ là em đừng có lấy những bài lá băm ở chỗ khác để em luyện, bởi em nên nên có một nguồn chính thống một chút. Thì học writing em phải chọn những đề, thứ nhất là em chắc chắn là đề để cần viết, thứ hai nữa là đề đấy tốt nhất là có một đề có một người viết bài mẫu tham khảo rồi là tốt nhất, bởi vì các em có thể khi các em viết em không học theo cái người, không 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 nhìn đáp án trước, em phải tự viết theo cái tư duy của mình và tự viết theo câu cá của mình, nhưng sau khi viết xong thì em phải nhìn lại xem một cái bài chính chắn người ta tư duy và người ta trình bày thế nào, thì phải có một bài mẫu trước, thì ông Simon đã có cả kho ấy rồi đúng không, là tốt nhất, phong độ nó khá ổn định, ông có là một người khá là tâm huyết nhiều năm rồi. Đương nhiên là ông viết sẽ khác mà mình sẽ viết sẽ khác, tôi sẽ cố gắng improve bài của em lên đúng không, nhưng mà ví dụ một bài các em đúng không, một bài của em mà ví dụ một một bài của em đúng không, một bài của em là ví dụ viết ra writing được 4 chấm, nó có 100 lỗi đúng không, thì tôi sẽ chỉ chọn ra khoảng 5 lỗi thôi, mà 5 lỗi đấy sẽ giúp các em bài writing đấy từ 4 lên 6, chứ tôi không chữa cả 100 lỗi, các em hiểu không, vì các em phải hiểu là có những cái lỗi mà ở trình độ này các em cố sửa hoặc là cố đúng không được đúng không, đấy. Thì tôi sẽ chỉ chọn ra 5 lỗi hoặc là gần bao nhiêu đấy để mà giúp em lên 6, chứ tôi không sẽ chữa cái bài 4 chấm của em, tôi lại cố chữa thành 9 chấm mà lại làm như thế cả lớp cũng cực kỳ mệt cho tôi, mà lại mỗi đứa tôi lại chữa cả 100 lỗi trong đấy đúng không? Thì nó rất là mệt, tôi sẽ chọn những cái lỗi advanced, những lỗi beginner basic các kiểu thì tôi để tôi chữa, là tôi sẽ đảm bảo là cái bài đấy lên 6 chấm thôi, chứ không phải là tôi bài nào từ 4 chấm tôi cũng cố cứu lên 9 chấm, nó rất là mệt mỏi đúng không, bởi vì là mỗi cái bài để lên 9 chấm nó phải khắc phục 100 lỗi khác nhau, thì bây giờ lại tìm cả trăm lỗi chữa thế rất là kỹ mà thực ra chả ai làm được rồi. Thế còn có một số người là người ta lấy cái bài đấy và người ta viết lên 9 chấm luôn, người ta không phải giải thích gì cho các em rồi. Thì các em chả học được, thì các em tự phải phân tích một chút chứ em không hiểu được, là một một thằng lấy bài lạc nham này, một thằng nó ví dụ một quá rất xấu xong nó cứ bục phát nó trang điểm lên thành con sinh, mình không có quá trình mình xe nó tô từng cái mắt nó chọn mỹ phẩm loại gì mình cũng không biết là làm nào để thành như nó đúng không, nó phải giải thích từng câu là em bôi khu vực này hoặc em đánh nền ở khu vực này, nó phải giải trình như thế mình mới hiểu, bởi vì là như của tôi là tôi trình độ cao rồi thì tôi có thể nhìn được, tôi có thể tự ví dụ một đứa giỏi trang điểm rồi nó có thể nhìn được một đứa mà nó biết ngay là con đấy dùng mỹ phẩm hãng gì và kiểu, nhưng một cái thằng 4 chấm không thể nào biết được cái chuyện đấy đúng không, thì là những cái đứa 9 chấm kiểu nó nhìn nó không cần giải thích, nó có thể copy luôn thằng kia, nhưng mà những đứa 4 chấm hoặc là không biết nhãn hiệu gì chưa từng trang điểm nó không thể nào copy được như vậy đúng không, thì quá nhận thì còn thời gian kiểu gì cũng rất là mệt, tức là một thằng nó biến bài 4 chấm thành 9 chấm cũng rất là mệt cho nó, nhưng mà bây giờ lại bắt nó lại phải giải thích từng những yếu tố trong cái lỗi đấy, giải thích từng là cái kiến thức gì học ở đâu rồi tài liệu thêm là gì rất là mệt. Thì thường là một thầy giáo người ta chỉ chữa cho em 5 lỗi mà giúp em improve ngay lập tức thôi, chứ người ta nhưng không mà chữa những cả cái 100 lỗi đâu, chứ không có nghĩa là người ta nhận xét em 5 lỗi này là bài của em chỉ có 5 lỗi nhá, em đừng có nhầm tưởng là bài em chỉ có 5 lỗi là được 9 chấm nhá, đúng không? Người ta chỉ chữa đến mức mà người ta em có thể cảm phục được không? Rồi, em hỏi đi. Những cái bài writing mà mình tự viết ở nhà thì có nên đi tham khảo những cái Không, idea của có em phải tham khảo. Nhưng mà tốt nhất là em phải có hai phiên bản, một là phiên bản em brainstorm, tức là mình đã có cái phần mềm brainstorm rồi, em phải viết ra tất cả các ý, sau đó em lên mạng hoặc là em bài đọc bài mẫu xem là em viết là đúng nó có tư duy như thế không. Thì một mình có thể là một trong hai cách là mình làm này, một là mình đọc đề, mình không đọc là đáp án, mình không đọc bài mẫu mình làm luôn, sau đó mình mới check đáp án để mình học lại cách tư duy. Hai là mình đọc đề xong rồi mình tham khảo rồi vô tứ phương báo chí rồi có cả để đáp án, làm đến mức mình quên hẳn cái đáp án nó là gì thì bao giờ mình tham khảo nhiều nguồn đến mức đấy rồi mình không bị ảnh hưởng đến đáp án đó, thì mình tự biết theo ý mình, nhưng mà thực ra vẫn là ảnh hưởng bởi các cái tài liệu thêm, vẫn là ảnh hưởng bởi công tác ở đấy thì cũng, thì tôi nghĩ là tôi thích học theo kiểu hay hơn này.
Nhưng mà mình phải đảm bảo là ý này là ý do chính mình viết ra, và khi mà đi thi là mình phải nhớ ra ý này thật, chứ không phải là mình nhìn xong rồi nhìn từ bài mẫu mình chép sang. Thì tôi thường là tôi nghiên cứu nhiều tài liệu đến mức mà tôi quên mất là cái ý của một tài liệu nó là cái gì rồi. Chứ nếu em chỉ đọc một tài liệu thôi xong rồi em bắt đầu viết luôn thì khả năng là em sẽ nhái lại toàn bộ cái câu và cấu trúc và từ vựng của cái bài mà em vừa đọc mẫu. Thì như thế là khả năng là sau này không nhớ lại được đâu. Mà phải đúng là mình đọc nhiều mức mình bắt đầu kiến thức nó là kiến thức tổng hợp rồi. Thì mình bắt đầu và tự viết ra theo ý của mình, sau này mình có tự tư duy ra ý của mình được. Thì có thể theo hai cách. Thì cách thứ nhất thì thường là tiến bộ rất là chậm, bởi vì là mình sẽ viết theo ý mình và sau đó mình đọc thì có thể mình cảm nhận được bao nhiêu ý của người ta, em tiến bộ bao nhiêu, đó là của cái khả năng cảm thụ của em, khả năng tự chữa bài của em. Còn cái này là cách là phải tiến bộ nhanh hơn. Nhưng mà cái nãy này thì nó có nhược điểm là giáo viên sẽ không thể biết được là em đang chỉnh được nào. Nó giống như kiểu khi tôi cho một cái đề ấy, mà em lại research các kiểu rồi đúng không, xong em mới nộp bài như kiểu bài Flipgrid ấy. Đáng nghĩa là khi đọc nhìn cái đề trên Flipgrid là em phải trả lời luôn, thì tôi lúc đấy tôi mới xác định trình độ thật của em. Em không được tham khảo, em không được tra cứu từ điển nữa. Còn đây là một đề em thoải mái tra cứu từ điển, thoải mái bên Tom đến chán chê, em làm một bài gần perfect rồi em mới nộp cho tôi. Thì lúc đấy cái bài đấy đáng nghĩa cho em một giây suy nghĩ thì em làm nó nói là 4 chấm. Nhưng cho em một ngày để suy nghĩ thì em làm thành 7 chấm được ạ. Như vậy tôi sẽ luôn luôn là khi tôi xem Flipgrid của em, tôi cảm giác là em đang nói được 7 chấm, nhưng thực ra khi thật sự vào trong phòng thi em không nói được như thế. Bởi vì cho các em ngồi có nguyên một ngày, các em không đủ đọc đủ báo tài về cái đấy rồi, và em thi có những đứa còn đọc nguyên một tờ giấy viết ra không còn nhớ, đúng không? Nhưng mà vấn đề vào phòng thi của em là mình thấy không, đúng không? Thì có hai cái dạng diễn và có ưu điểm riêng. Làm cái này thì sẽ cái điểm ảo rất nhiều này. Ví dụ lúc nào cũng cảm giác là mình làm được bài viết được 7 chấm đến nơi rồi, đúng không? Nhưng mà phải hiểu là gì, mỗi cái đề thi writing là 40 phút đến 1 tiếng. Bài task 2 là còn có 40 phút. Bài task 1 là 20 phút thì là người ta thường 1 tiếng viết. Đấy. Thì là nếu mà em dùng một ngày em viết thì ai chẳng được 9 chấm, đúng không? Nếu mà một cái bài đề 1 tiếng mà em dùng một ngày để mà nên nghĩ thôi, nặng đến câu 1 thì kiểu như trời cao, đúng không? Cao hơn trình độ tôi mới có thể viết ra bài 9 chấm. Nếu tôi cho tôi một ngày thì các em như thế được, khi cho 10 ngày cũng không biết là bài 9 chấm, đúng không? Vì các em không biết là các em đang sai ở đâu. Đấy, thế thì đấy, cho nên là nó sẽ bị điểm ảo rất là nhiều. Nhiều khi mình kiểu đến lúc mà cái đấy vẫn là tự giác nhé. Có những cái chế độ mình ôn và mình làm một bài để cẩn thận hết tâm huyết của mình, nhưng mình phải xác định là có khi thì thật mình thực thấp hơn rất nhiều, vì là mình không được tham cứu một cái chung bài từ vựng khác. Và tôi có khi nhiều khi nhìn thấy bài như thế cứ bảo ôi con này nói giỏi thế, có khi thi được 8-9 chấm, đúng không? Nhưng cuối cùng là đến lúc mà cổ cái hỏi câu để đỡ ra, đúng không, thì lại không nói được câu nào, bởi vì là nó chuẩn bị quá kỹ rồi. Thì cái bài đấy là bài gọi là bài đã giả tạo với nhau rồi, không phải bài thật sự trình độ. Tôi vẫn muốn là luyện được cái phản xạ của em, tức là đọc một câu phải trả lời luôn, không tra cứu, không nhớ được. Thì cái đấy là cái thật sự nhất. Thì còn bài trên thêm biết tôi thấy nó ảo lắm, đúng không? Nào, thế nào? Thôi em đại diện rồi. Em đại diện là mọi người muốn quay lại học speaking những chủ đề cũ. Thế thì bây giờ phải xác định làm thuộc lòng đi nhá. Học chủ đề mới thì có quyền là bảo là em chưa làm đề này bao giờ, em chưa biết, nhưng mà học đề cũ là phải thuộc lòng mẫu câu trả lời rồi, đúng không? Xác định là phải chăm và đảm bảo là cuối kỳ là sao được không tất, đúng không? Rồi. Còn writing thì ai tự viết thì... Thế thì sẽ có một đứa. Thế có một đứa lọc ra, ví dụ chủ đề là tuần này về money thì sẽ lọc các lên trang web của Simon, đúng không? Sẽ lọc ra các cái đề về money để lấy cho các để post lên cho cả lớp xem, được chưa? Và cho các bạn ấy tự viết. Thì viết không phải là bùm cái viết cả bài nguyên bài essay một tiếng đâu, mà là viết bao giờ cũng phải học cách viết, thứ là học cách tư duy là mình sẽ trình bày cả bài thế nào. Đấy là cái bất lợi nhá. Cái bất lợi của việc học tự học viết là mình bùm cái mình muốn viết nguyên một bài luôn. Trong cái thằng giỏi là thứ nhất là học cách brainstorm, thứ hai là học cách viết một câu nguyên chỉnh từ đầu đến cuối, thứ ba là học một cái topic sentence, tức là một cái câu một câu là bao trùm ý cho cả đoạn, viết thế nào thật là ngon nghẻ, không thừa một ý nào, không thiếu một ý nào. Có những bài tập nó sẽ luyện riêng cho một cái topic sentence và cái phần vế sau đó là cái controlling idea. Đấy, tức là đấy, chứ không phải là đây nhá. Thế bà em bảo là tại sao em viết nhiều lắm mà em không giỏi được, bởi vì là em không biết break down nó ra thành những bài học nó đủ bé. Như kiểu trong speaking em phải bảo là mình đang phát âm thiếu cái âm s ở cuối, thì mình chỉ luyện những bài tập liên quan đến âm s thôi. Chứ ví dụ một bài nó có ba khổ paragraph nữa, em không để ý rằng là paragraph đấy phải viết theo ba cách khác nhau,
một câu là một cái bài có tính chất mở đầu, một cái là viết phát triển ý, một cái là có tính chất kết luận. Em viết một nghìn lần như kiểu này thấy mãi vẫn không tăng điểm, bởi vì người giỏi người ta sẽ break down ra là à, trong cái paragraph 1 thì câu đầu tiên phải dùng introduction, câu thứ hai là phải nói ra là ví dụ topic này ta sẽ nói về quả cam, ta sẽ nói orange hoặc là apple. Thì khi mà các em nói orange ở đây thì có nghĩa là khổ 2 các em nói về orange và khổ 3 các em nói về apple. Em phải học từng cái chuyện em diễn tả như thế. Khi em nói ở khổ này là em viết về orange thì khổ này bắt đầu phải viết là orange luôn. Nếu em mà boom cái em viết cả nguyên bài em cũng không biết là phải kỹ năng gì phải viết. Nhưng thằng giỏi nó sẽ bảo là gì? Như vậy ta sẽ học cách là viết câu này. Topic center giới thiệu, đây là controlling idea. Controlling idea tức là bài này em đã xác định em nói về orange và apple thì cả bài em không được nói về cái khác, em không được nói về xoài, mứt, bưởi gì gì hết. Em chỉ nói về orange và apple thôi. Gọi là controlling idea tức là bài này ta đã xác định là ta chỉ nói về hai cái này thôi. Thì những người Việt Nam là rất lan man vì đến câu nào mới nghĩ ý câu đấy này. Không bao giờ ngừng được mà học topic rất là nhiều. Đấy thì tư duy nó sẽ phải luyện như thế và luyện bài bản nó cần rất nhiều thời gian. Luyện cái chuyện viết như thế, câu giới thiệu introduction là một kiểu, câu phát triển ý là một kiểu, câu intro đến khổ sau lại chúng ta phải luyện rất nhiều mẫu câu để intro nữa, đúng không? Những cái bài về argument, những bài về discussion chúng ta lại viết một kiểu khác nhau. Đấy. Và conclusion cũng có một số mẫu câu conclusion, phát triển ý cũng có phát triển ý theo ý argument là cái gì, đúng không? Đấy, và ví dụ lúc thì on the other hand, lúc thì giới thiệu ý contrasting, một lúc thì giới thiệu ý giống nhau, đúng không? Đấy, nhưng chúng ta lúc thì luận điểm để mà cổ động, lúc thì để chống phá cái ý argument của người khác, thì từng cái mẫu câu đấy các em phải học. Đấy, thì cái đấy là nếu mà xác định là học writing theo kiểu là tự kiếm đề xong rồi tự nộp thầy ấy, thì các em sẽ không được học căn bản, em sẽ lỗi sai là té le luôn, bởi vì là các em phải tự học tất cả các bước này mà, đúng không? Các em tự kiếm đề và tự các em chế ra một bản xịn luôn. Thì liệu các em đọc một bài mẫu của Simon em có hiểu là cái câu này, à thằng này đang intro, à thằng này đang controlling idea. Như vậy là có những ý nhá, ví dụ nó nói là tao sẽ nói về orange, tao sẽ nói về apple. Và sau này nó chỉ nói về orange cổ này. Nhưng liệu em là người đọc mà em không học được kiến thức đấy, em có nhận ra rằng là nó hóa ra là hai cái đoạn này vẫn liên quan đến nhau không? Em không học lý thuyết làm sao em biết được. Tự nhiên thằng này nó bảo là bài này tao đồng ý là món ăn rất quan trọng và tao thấy quan trọng nhất là cam và táo. Thứ nhất, tao nói về cam thì cam nó nói vấn đề này. Thứ hai, tao nói về táo nữa, first and foremost hay là set first và second, nó kiểu em phải học từ mẫu câu một về chuẩn chuẩn. Đứa nào thiếu thì có nghĩa là mất cái điểm coherence, cái điểm bình đẳng. Vấn đề là em có nhận ra rằng là hai cái cổ đấy liên quan với nhau không? Ví dụ một cái thằng viết sai hoặc một thằng 6 chấm nó sẽ bảo là cam táo rất là quan trọng, ngoài ra bưởi rất là quan trọng, đúng không? Thế là tự nhiên nó viết ra thế này, xong nó thấy nó nói về cam, nó nói về táo, xong tự nhiên chả thấy nó nói về bưởi gì cả. Thì em có nhận ra rằng như một thằng chấm điểm nó sẽ nhận ra như vậy, thiếu một cái bài về trong này. Hoặc là tự nhiên em bảo là cam và táo, nhưng mà em ở dưới này em lại trình bày là táo và cam, thì liệu đấy có phải vấn đề không? Đấy có phải vấn đề không? Và em chốt như thế nào, đúng không? Và em phát triển, thậm chí là trong từng khổ này có phát triển ý như thế nào, lúc nào là lúc đưa ra ví dụ, lúc nào đưa ra ví dụ. Cái đấy là cái em phải tự học nữa, nhưng mà em chơi phương pháp là em viết, em chọn một đề và em nộp thầy. Bởi vì là trong bài trước của thầy này thì ông thầy không thể nào mà giải thích cái kiểu này, nhưng mà muốn bài thì là thích kiểu này chết, đúng không? Đấy, thế phải tự học là phải tự học như thế này. Thầy sẽ có thể đưa ra các cái đường link để mà có các cái diễn giả họ đã dạy cái quần lợi này rồi, đúng không? Thì nó sẽ bất lợi hơn là nó không phải trên lớp, nhưng mà các giải tự xác định là em sẽ học nó qua những quyển sách, sẽ có những quyển sách cũng các giả tự biết rất là hay, thì em phải tự cảm thụ, không phải là không có cách học đâu, nhưng mà vẫn là có cách học, nhưng phải tự chăm, đúng không? À, thì nếu như em phải tự viết ra, tự thành tự nấu nồi cháo, em phải tự học một cách cho nên từng món một bao nhiêu phần trăm, đúng không? Chứ còn nếu như mà mình học, mình dành cả nửa sau khóa học để mình học writing riêng đấy, thì mình sẽ học riêng một bài là dập tới về việc viết về topic sentence, một bài nói về controlling idea, một bài học về body, một bài học về conclusion. Đấy. Mình sẽ học riêng từng bài bản từ một. À, lúc nào là lúc phát triển ý, lúc nào là lúc đưa ra ví dụ, lúc nào là người ta bảo là cái format là hamburger ấy, tức là hai miếng bánh ở dưới này nó kẹp nhau và cái body này nó là cái miếng thịt ở giữa, là phần giới của bài này. Thì mình sẽ theo cái format này thì từng bài một mình sẽ đưa ra, thì không phải là không cần thời gian đâu, đúng không? Tất cả là đều phải đầu tư và đều phải học bài bản cả đấy. Tự học thì nếu em xác định là đấy, theo phương án tự học tức là tự mỗi tuần kiếm một đề xong rồi tự viết xong nộp thầy, thì tức là em sẽ xác định là em tự học hết và chúng ta trên lớp chỉ học cái tự speaking thôi.
mình phải tự học nhá. Và việc xem trách nhiệm đi, chia trách nhiệm là gì, tìm kiếm đề là cả lớp đúng không? Không dễ thôi, thì lên chôm đề thì cứ search simon.com, ai nhau simon xong rồi cứ search chủ đề money heo hay là cái gì đấy mà mình một trong 10 chủ đề mình quay lại. Cái đấy nhanh lắm, mình chỉ post lên là các bạn tuần này làm đề này thôi. Được, anh nhận. Rồi.